Xin chào quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp lại nhau tại Hyundai Lê Văn Lương. Và vẫn như thường lệ, đó chính là một chiếc xe Cross Rover 5 chỗ. Đây chính là Hyundai Tucson, phiên bản tiêu chuẩn có giá rẻ nhất của dòng Tucson tại Việt Nam, với giá bán niêm yết là 799 triệu đồng. Chiếc Tucson 2.0 tiêu chuẩn trước mắt chúng ta sử dụng động cơ xăng, mã hiệu NU2.0MPI, cho công suất tối đa 155 mã lực tại 6.200 vòng trên phút, đi kèm với hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Cả 3 phiên bản của Hyundai Tucson sử dụng máy 2.0, bao gồm là 2.0 xăng, 2.0 dầu, 2.0 đặc biệt, đều sử dụng chung một cái thiết kế về khung gầm cũng như là chiều dài, chiều rộng, chiều cao. Và thậm chí là cái thông số này còn áp dụng cho cả phiên bản cao cấp nhất, đó chính là 1.6 Turbo. Tucson 2019 có kích thước dài rộng cao lần lượt là 4.480, 1.850 và 1.660mm, đi kèm chiều dài cơ sở 2.670mm và khoảng sáng gầm xe lên đến 172mm. Có nghĩa là với một thông số như thế này, chúng ta sẽ có một khoang cabin rất rộng rãi, dễ bố trí chỗ ngồi để chân cũng như là tựa đầu. Ngoài ra thì khoảng sáng gầm xe 172mm ở điểm thấp nhất cũng giúp cho chúng ta dễ dàng vượt qua những cung đường khó hoặc là cơ bản như là leo lên vỉa hè. Tucson là một mẫu xe gầm cao, 5 chỗ, thể thao và rất được ưa chuộng, không chỉ tại Việt Nam mà tại hầu hết các quốc gia trên toàn thế giới. Phiên bản trước mắt các bạn đó chính là phiên bản Tucson 2019, đây là bản facelift, có nghĩa là bản nâng cấp giữa dòng đời của sản phẩm. Do đó nó cũng không mang quá nhiều những cái nét đột phá về thiết kế. Chiếc Hyundai Tucson 2.0 phiên bản tiêu chuẩn này chính là mẫu xe mà ít được nâng cấp nhất trong dòng Tucson ở thời điểm hiện tại. Xe vẫn sử dụng cụm đèn pha halogen đơn thuần, và dĩ nhiên rồi, nó sẽ là đèn bi halogen. Ở cụm đèn sau thì đa số các chi tiết đều là giả đèn LED, và đặc biệt là đèn báo lùi cũng như đèn xi nhan vẫn đang sử dụng đèn halogen dạng thường. Tuy nhiên thì một số các tính năng khác, ví dụ như cảm biến lùi, cảm biến góc phía sau, camera lùi, xe cũng đã được trang bị đầy đủ. La răng là một điểm khác biệt khi mà la răng trên phiên bản này sử dụng thông số 225/60R17 và thiết kế khá là đơn giản so với các phiên bản còn lại. Bước vào không gian khoang nội thất, chúng ta hầu như không nhận được cái sự khác biệt giữa các phiên bản với nhau. Và với ở phiên bản tiêu chuẩn này, các bạn cũng sẽ có một bộ ghế da tiêu chuẩn màu kem sáng. Ở hàng ghế thứ hai thì cũng sẽ có đầy đủ kệ tì tay, tựa đầu cho bàn ghế cũng như là cửa gió điều hòa cho hàng ghế thứ hai. Ở phiên bản Tucson 2.0 đặc biệt này thì điểm dễ nhận thấy nhất đó chính là xe không được trang bị cửa sổ trời, và đây là một trong những điểm thiếu sót của Hyundai Tucson phiên bản tiêu chuẩn so với các phiên bản còn lại. Bước vào khoang cabin, xe được trang bị hoàn toàn đó chính là 4 cửa điện, trong đó cái cửa người lái thì là auto một chạm chống kẹt. Xe cũng được trang bị đầy đủ các tính năng chỉnh điện, gập điện dành cho gương, và ghế lái cũng là dạng ghế lái chỉnh điện. Đây là ghế lái chỉnh điện 8 hướng các bạn nhé. Vô lăng thì sẽ chỉ chỉnh cơ thôi. Xe được trang bị đầy đủ một số các tính năng khác, ví dụ như là màn hình fly monitor 7 inch đi kèm với 6 loa, phanh tay điện tử, hộp số tự động 6 cấp, điều hòa tự động 2 vùng độc lập. Đó là những trang bị có thể nói là cơ bản trên mẫu xe Hyundai Tucson. Một số các tính năng sẽ bị cắt bớt ở trên bản tiêu chuẩn này. Ngoài cái cửa sổ trời thì cái tính năng mở cốp thông minh cũng không được trang bị. Cùng với đó là Cruise Control, tức là cái điều khiển hành trình ấy, chân ga tự động cũng không được trang bị trên mẫu Tucson bản tiêu chuẩn này. Một số các chi tiết nhỏ khác, ví dụ như là sạc không dây chuẩn QI cũng không được trang bị. Về tính năng giải trí thì xe được trang bị đầy đủ giống như các bản còn lại, có nghĩa là chúng ta sẽ có một cái hệ thống giải trí bao gồm đầu DVD 7 inch với bộ giải mã Akami Premium. Đầu cũng đã được tích hợp thêm Apple CarPlay, Bluetooth, AUX, Radio và MP4, đi kèm với 6 loa. Và các bạn lưu ý là ở phiên bản Tucson này chúng ta cũng sẽ được trang bị đầy đủ 3 chế độ lái, đó chính là Comfort, Eco và Sport. Hiện tại mức giá của chiếc
Hyundai Tucson phiên bản này đang được niêm yết là 799 triệu đi kèm chương trình hỗ trợ trả góp lên đến 85% giá trị xe. Mọi thông tin chi tiết về mẫu xe Hyundai Tucson, quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp theo số hotline bên trên video để được hỗ trợ chi tiết nhất. Xin chào và hẹn gặp lại quý bạn ở trong những video clip tiếp theo. Xin cảm ơn.